xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên biển, khi đi vào vùng biển các tỉnh từ Thái Bình đến Thanh Hóa, bão số 7 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sau đó, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, đi vào đất liền các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An, rồi suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào. Ngoài ra, có một áp thấp nhiệt đới xuất hiện ngay trên khu vực miền Trung Philippines. Dự báo, áp thấp nhiệt đới này sẽ đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Quý vị cần lưu ý cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Trên đất liền, chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu sau bão kết hợp thêm với không khí lạnh từ phía Bắc liên tục dồn xuống và trường gió đông dầu ẩm nên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ nay đến ngày 16 tháng 10 liên tục có mưa. Trong đó, khu vực Đồng Bằng và ven biển Bắc Bộ, Hòa Bình, Nam Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An sẽ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 150 đến 250mm, có nơi trên 300mm cả đợt. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Hà Tĩnh khoảng từ 50 đến 150mm. Chi tiết tại Yên Bái, đêm nay trời nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, gió mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ trời lạnh, vùng cao trời rét với mức nhiệt chỉ từ 14 đến 16 độ. Sang đến ngày mai, mưa vẫn xuất hiện trên toàn tỉnh, nhiệt độ cao nhất là 23 đến 26 độ, vùng cao thấp hơn từ 19 đến 21 độ. Thời tiết nhìn chung không thuận lợi cho các hoạt động sản xuất và lưu thông. Với khu vực còn lại của miền Trung là các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận, dự báo trong 24 giờ tới, khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông nhưng cường độ tạm thời giảm. Riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi vẫn cần đề phòng với nguy cơ xảy ra sạt lở đất. Trong khi đó, các tỉnh từ Bình Định xuống đến Bình Thuận có mưa vào đêm, sáng sớm và chiều tối, còn ban ngày trời có nắng gián đoạn. Đi xa hơn về phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, nên đêm nay và ngày mai ở đây tiếp tục có mưa rào và dông nhiều nơi. Trong đó, các tỉnh ở phía Nam của Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh, bà con cần lưu ý. Cũng do có mưa nên nhiệt độ trong ngày mai ở khu vực này không cao, dao động trong ngưỡng 26 đến 29 độ ở vùng cao nguyên và 28 đến 31 độ tại các tỉnh thành Nam Bộ. Đến đây, bản tin thời tiết xin được khép lại với phần dự báo cho các khu vực của tỉnh Yên Bái. Dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 10, khu vực phía Tây gồm huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ, trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, gió mạnh, gió Tây Bắc cấp 2, trời lạnh, vùng cao trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 14 đến 16 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên, trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, gió mạnh, gió nhẹ, trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, gió mạnh, gió nhẹ, trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 21 độ.